Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Kazakhstan và Đan Mạch trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng loại Euro 2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2023. Kazakhstan vừa có trận ra quân đầy thất vọng khi để thua Slovenia ngay trên sân nhà. Thậm chí đó là trận đấu mà họ là đội đã có bàn thắng dẫn trước nhưng sau đó đã để đối thủ thắng ngược Trước đó, Kazakhstan cũng đã gây thất vọng ở hai trận giao hữu, cụ thể là thua 0-2 trước Uzbekistan và thua 1-2 trước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đây đều là hai đại diện đến từ bóng đá châu Á. Còn nhớ tại Nations League năm 2022 thì Kazakhstan đã xuất sắc giành vé thăng hạng lên League B sau khi vượt qua đối thủ tại nhóm 3 của League C là Belarus, Slovakia và Azerbaijan. Về phía đội khách, dù nhận được kỳ vọng rất cao nhưng Đan Mạch đã gây thất vọng tại vòng chung kết World Cup năm 2022 diễn ra tại Qatar bằng chứng lo đã không thể vượt qua vòng bảng. Trong đó, Tường Hòa Tunisia thua Pháp ở lượt trận thứ hai và thậm chí thua cả Australia ở lượt trận cuối. Ở vòng loại Euro năm nay, Đan Mạch đã có trận gia quân tưng bừng khi thắng Phần Lan 3-1, trận đấu mà họ đã thể hiện được sức mạnh vượt trội về mọi mặt. Trước đó, Đan Mạch cũng đã thi đấu rất hiệu quả tại Nations League năm 2022 khi xếp trên cả đội tuyển Pháp và đứng sau Croatia với một điểm ít hơn. Nhận xét về kèo bóng đá trận đấu giữa Kazakhstan và Đan Mạch, các nhà cá châu Á cho rằng với những gì đã thể hiện ở trận gia quân, cụ thể là đã thua ngay trên sân nhà trước Slovenia, thì Kazakhstan được dự báo sẽ càng gặp khó khăn ở lượt trận thứ hai khi đối thủ của họ là Đan Mạch, đội bóng đang rất thương phấn sau khi có trận gia quân thắng tưng bừng 3-1 trước Phần Lan. Ngoài ra, đẳng cấp của Đan Mạch còn được thể hiện tại Nation League khi họ từng đánh bại cả Pháp ở hai lượt trận. Vì vậy, dù lập khách nhưng Đan Mạch đương nhiên được đánh giá cao hơn Kazakhstan ở trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng cho trận đấu giữa Kazakhstan và Đan Mạch, các chuyên gia bóng đá cho rằng Đan Mạch đã ghi tới 9 bàn sau 6 lượt trận tại Nation League năm 2022, trong đó có 4 bàn vào lưới đội tuyển Pháp sau hai lần gặp nhau. Hàng công của những chú linh trì đang tiếp tục cho thấy sự hiệu quả khi ghi 3 bàn vào lưới Phần Lan trong một thế trận lấn lướt và gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, với thực lực yếu hơn, đặc biệt là hàng thủ Kazakhstan được dự báo sẽ có một ngày làm việc vất vả. Theo các chuyên gia, trận đấu giữa Kazakhstan và Đan Mạch sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi và người chơi lựa chọn cửa tài trong trận đấu này là hoàn toàn hợp lý. Theo các nhà cái châu Âu, thì trong quá khứ Kazakhstan và Đan Mạch đã có tổng cộng 4 lần chạm trán. Kết quả là Kazakhstan đã thất bại cả 4 lần này, trong đó có tới 3 trận thua với tỷ số cách biệt, gần nhất là thất bại 1-3 ngay trên sân nhà. Mà thể hiện của hai đội là trận đầu tiên cũng cho thấy sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Cụ thể, trong khi Kazakhstan thua trên sân nhà trước Slovenia, thì ngược lại Đan Mạch lại có chiến thắng 3-1 trước Phần Lan. Vì vậy, rất khó để đội chủ nhà Kazakhstan có thể đứng vững trước Đan Mạch dù cho họ được chơi trên sân nhà của mình. tựu chung lại thì rõ ràng Đan Mạch đang vượt trội về mọi mặt, cụ thể là họ sở hữu thành tích đối đầu và đang rất thương phấn sau chiến thắng 3-1 trước Phần Lan ở trận gia quân. Đẳng cấp của Đan Mạch còn được thể hiện ở vòng loại World Cup 2022, cụ thể là họ giành tới 27 trên 30 điểm. Nên nhớ là lượt trận cuối vòng loại 2022 khi đã chắc chắn có mặt ở Qatar, họ đã không bung sức nên mới để thua Scotland. Vì vậy, có thể khẳng định Kazakhstan ở thời điểm hiện tại không phải đối thủ của Đan Mạch và các chú lính trì hoàn toàn có đủ sức để mang về một chiến thắng cách biệt ngay trên sân của Kazakhstan ở trận đấu này được biết trận đấu giữa Kazakhstan và Đan Mạch trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2023. Theo bạn giữa Kazakhstan và Đan Mạch đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.